<laughs> ok rồi xin các bạn thì như là cái tôi đề cuối đô ha thì trong clip này mình sẽ trên tiếp chọn xem về một cái mẫu bàn phím cơ của Aco thuộc dòng Royal Project đó là cái dòng Vegeta hay ở Việt Nam còn có cái tên đó là cái ha thì hiện tại là cái phiên bản này đã được bán với giá khoảng là hơn 1,5 triệu đồng Thường thấy là nếu như phiên bản Goku nó sẽ có một cái tông màu cam nổi bật được chủ đạo thì phiên bản mà Vegeta này nó sẽ là một cái tông màu xanh dương làm chủ đạo ha đây hợp nó như thế này ha mà sẽ có là phiên bản rồi moses nè đây là cái hình minh họa của sản phẩm cũng như là nhân vật Vegeta hay còn gọi là Cadic nhìn rất là ngầu ha rất là nam tính nhất là dựng dữ hả và cái phiên bản này nó sẽ là phiên bản full size rồi ok mặt sau nó sẽ là một cái nhân vật cũng là Vegeta luôn đang trong trạng thái gọi là chiến đấu nhìn rất là cool ngầu rồi thì đó là về cái hợp đựng ha còn phụ kiện kèm theo gì thứ nhất là bạn sẽ có là một cái sợi cáp nó như thế này cũng là một cái tông màu xanh luôn để mà tông sẽ tông với lại cái bằng phím và dùng cái chuẩn là USB-C được mã vàng đó và cuối cùng mình sẽ có là một cái túi như thế này ha đựng 7 cái cây cáp tương ứng lại 7 viên ngọc rồng cũng như là một cái keyboard một tím như thế này để mà bạn thể tháo được cái cây cáp ra thay thế rất dễ dàng thì bảy cái cây cáp này thì bạn thể gắn bất kỳ vị trí nào bạn muốn để mình tùy biến lại nhìn nó hấp dẫn hơn đấy thì đó là tất cả những cái phụ kiện kèm theo à dạ. <laughs> Quay trở lại về dung chính ha, đây là cái chiếc bàn phím cơ Aco Dragon Z phiên bản Vegeta. Thì mình đã có trên tay phiên bản Dragon Goku rồi thì nó chỉ khác biệt duy nhất đó chính là về cái cách phối màu thôi. Còn về trải nghiệm là về thiết kế layout bằng phím, gõ phím, trải nghiệm như thế nào đó, thì nó vẫn như tương tự là trên phiên bản Goku bạn có thể xem lại trên clip của mình ha trên kênh của mình thì bạn thấy là phiên bản Vegeta này nó sẽ có một cái tông màu xanh dương làm chủ đạo trong khi phiên bản Goku thì nó sẽ là một cái tông màu nó nóng hơn một cái tông màu cam thì bạn thấy là cách phối màu này thì mình cái mình đánh giá nha thì nó cũng rất là đẹp mình sẽ có là một cái tông xanh dương như thế này và có tông màu vàng ở đây trên những vị trí như là chữ nè số đây và một chút xíu màu xám nữa cho phần escape và những cái phím chức năng như là f5 f8 hay là string cho có cái kiểu đó còn cái phím enter này thì nó là chữ hoa ha chắc mình nghĩ chắc là tên của Vegeta viết thì, thì, theo tiếng Trung cũng như là hình rồng thiên cho phím ship nè Rồi còn cái phím Windows thì nó sẽ là cái chữ Z ở đây còn cái phím mà escape này thì nó là cái chữ C. À cái phím mà tăng giảm lượng nhanh nè à, cũng như là bật tắt nhanh năng lượng hay là mình phải mở nhanh cái trình máy tính á thì là những cái việc phẩm như thế này đó bạn nào đọc truyện sẽ biết ha còn ba cái đèn led thông báo để mà mình biết được là cấp có scalop hay là gọi là <laughs> còn ba cái thằng báo này nó sẽ cho bạn biết được là cấp lốc nè hay là năm lốc đó đó là những cái cơ bản còn về cái phiên bản mình đang trên tay nó sẽ là dùng cái switch của Ako là aco pin thì nó gõ tương tự là phiên bản và switch của cherry nó không có ồn hoa cho nên là bạn mua về bạn có sàn trong bản hay là bạn có chơi game á nhất là trong cái môi trường làm việc mà văn phòng á thì bạn cũng lo là làm phiền người ta đấy thì bây giờ mình sẽ thử gõ cho bạn xem coi là cái switch Ako pin gõ nó như thế nào hoa đây mình sẽ gõ thử cho bạn xem mình sẽ để cái mic của mình á là đặt cạnh bằng phím luôn cho bạn nghe rõ hơn rồi tôi để đây ha ok mình gõ đây thì đó là cái tiếng mà gõ phím trên phiên bản ACOBEN thì bạn thấy là không có phát ra cái tiếng clicky ha cho nên là bạn gõ sẽ rất là không có bị ồn rất là ok rất là đầm luôn và do đây là full size cho nên là nó sẽ có thêm là cái bàn phím số bạn có thể nhập liệu nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều một điểm nữa đó chính là phiên bản mà bàn phím cơ ACO nói chung thì phần lớn là sẽ không có đèn nền cho nên là bạn cần phải lưu ý về cái vấn đề này ha cũng như là cái cây cáp tuy là được hoàn thiện rất đẹp nhưng mà nó sẽ không có xuyên led Bù lại thì hãng cũng có thiết kế bên dưới á, những cái chấu vẫn thể làm đi led nếu muốn trong tương lai như này ha đây, đây là cái cáp aco pin cái phần nhựa trong suốt nè đó và số hai cái lỗ ở đây bạn có thể mod led tùy theo bạn muốn ha bạn có thể ra ngoài bạn cho người ta làm cũng được cũng rất đơn giản thôi rồi đóng lại còn cái mà cái phím mà Spyball này mình thấy là hãng làm hoàn thiện nó và nó là nó cực kỳ tỉ mỉ và tinh xảo luôn ha cái hình Vegeta như là cái phần phối hợp bên ngoài á, nó làm rất là chi tiết luôn sờ sần sần và nó là nó rất là đẹp đó. Đây cho mình xem một dòng cận cảnh bằng phím như thế này ha. thì bản màu xanh dương làm chủ đạo và xen kẽ đó là một cái tông màu vàng và màu xám. Đấy, không có đêm gì nữa mà chơi cả. Và cái phần vỏ bên ngoài thì nó vẫn là chế độ nhựa nhưng mà cái phần bill của nó phải nó là nó cứng cứng cáp và chắc chắn không hề bị ọp ẹp luôn. Còn là cái mặt dưới nè, mà sẽ có là những cái rãnh đi dây để mà mình cố định cho nó ok hơn cũng như là cái vị trí mình cắm cái cổng usb uh, cho phần dây cáp ha. Và mình sẽ có là thêm hai cái giò nhựa như này để mình tạo cái độ nghiêng của cái bàn phím sau cho phù hợp với lại cái thực tế bằng ngồi và tùy theo cái mặt bàn của bạn cao như thế nào thì bạn sẽ chỉnh cho nó nghiêng hợp lý như là bạn có thể nghiêng một nước như này nó còn muốn nghiêng nhiều hơn thì mình sẽ bật lên như thế này đấy cũng rất là tiện ha và nó có những cái chân đế cao su để mình tạo cái sự phân trải cho cái bàn phím rồi thì đó là mình trên tay nhanh cho bạn xem về cái bộ bàn phím cơ Aco thuộc dòng Rainbow Z đó là cái dòng Vegata hay còn gọi là Cadex ha ấy thì với cái chiếc bán là hơn 1,5 triệu đồng thì bạn sẽ có được là một cái bàn phím nó không chỉ đẹp về thiết kế nè màu sắc hoàn thiện rất là tốt mà còn nó mang một cái hướng phong cách uh, nhân vật truyện tranh của nhật bản đó là uh, nhân vật uh, Vegeta hay còn gọi là Kadik ha rất là điện thoại trong dòng truyện tranh bảy ngọc rồng ok thì bạn cái sau về cái chiếc bàn phím cơ này thì bạn việc comment dưới video ha và khi nào mình có được nhiều cái mẫu bàn phím cơm mới của cô nữa thì mình sẽ trên tay chi tiết cho bạn xem trong sắp tới. Rồi, chào các bạn.